Quý vị lưu ý khi có số điện thoại gọi đến, xưng danh là doanh nghiệp viễn thông, Vinaphone, Viettel, Mobilephone, FPT hoặc xưng danh là đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhưng trên màn hình không hiển thị tên đơn vị như giới thiệu thì đều là các số điện thoại giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo. Trước đó, lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông đã chỉ đạo triển khai cấp tên định danh cho các số điện thoại là số đường dây nóng của các đơn vị thuộc Bộ, cấp tên định danh cho các nhà mạng viễn thông di động, cố định. Việc này đã được triển khai từ hôm qua. Mục tiêu là giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo.